cái bản thân của mình được giác ngộ bài học nào đó, hoặc là các anh chị có một cái bí kíp ứng dụng nào đó cho công việc của mình, cho cuộc sống của mình, cho cái mối quan hệ của mình chẳng hạn. Tất cả mọi cái vấn đề, mọi cái việc đều đến từ cái cách mà chúng ta ra quyết định các anh chị nhé. Rồi ok cả nhà ha. Thì ngày hôm qua thì cuối cùng với cả nhà của mình bắt đầu cái ngày đầu tiên cho cái chuỗi livestream xu hướng gia tăng thu nhập trong năm 2023 này. Và chúng ta đã đi qua cái bí kíp mà người thầy Phúc chia sẻ, những cái bí mật của người thành công, đó chính là luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức các chị nha. Luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức, và từ cái công thức đơn giản nhất, đó là suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động, và hành động dẫn đến cái kết quả. Và có một cái người tiến sĩ, đó là ông Bob Doctor ha, ông ấy đã chia sẻ rằng là nếu như cái gì mà có bên trong đầu thì nó sẽ hiển thị ra ngoài thực tế, cái gì có bên trong thì nó sẽ có ở bên ngoài. Và khi mà người thầy đã nắm bắt cái công thức này thì đã ứng dụng vào trong cái hành trình của mình bước đi các anh chị. Cái từ cái công thức này, có nguyên nhân thì sẽ có hành động, và có hành động thì chúng ta sẽ dẫn đến cái kết quả các anh chị ha. Và cái gì để tạo ra hành động, có nghĩa là cái suy nghĩ của chúng ta, cái niềm tin của chúng ta, nó tạo ra cảm xúc, và từ cái cảm xúc đó nó mới dẫn đến cái hành động của mình. Vậy thì cùng một sự kiện, cùng một tình huống, nhưng mà đối với mỗi người khác nhau, họ sẽ đưa ra cái lựa chọn khác nhau. Và vậy thì trong cái ngày hôm nay, trong cái buổi học ngày hôm nay, hoặc là trong cả cái hành trình này, thì cũng sẽ có người nắm bắt cái cơ hội này, cái kiến thức này, nhưng mà có người không nắm bắt, hoặc là có người chỉ có đi một nửa với cái chặng hành trình thôi. Vậy thì cái kết quả ở đây là gì ạ? Kết quả là cái người mà không nắm bắt cơ hội, và cái người nắm bắt nửa vời cũng không có cái kết quả gì các anh chị nhé. Chúng ta hãy ra quyết định cho mình rằng là mình sẽ là cái người đón nhận với một tâm thế là một cái ly nước trống, và học từ đầu cho đến cuối cái hành trình, thì chúng ta sẽ có được những cái kết quả thay đổi sau cái hành trình 21 ngày các chị nhé. Rồi ok cả nhà của mình ha. Và Phúc cũng chia sẻ với cả nhà của mình luôn, đó là những cái gì mà dẫn đến cái kết quả của người thành công, thì có người thành công, có người không thành công, và tất cả mọi thứ nó đều đến từ cái tư duy của chúng ta, nó đến từ cái suy nghĩ của chúng ta, nó đến từ cái niềm tin của chúng ta. Và người thầy của Phúc nghe cái câu chuyện của cái người sáng lập ra Facebook, thì người đó họ đã đạt ra được cái kết quả rằng là họ thành công, họ đạt được cái kết quả là họ trở thành triệu phú ở năm 24 tuổi, và năm 25 tuổi thì họ đã trở thành tỷ phú. Và đặt ra một cái câu hỏi, đó chính là nếu như muốn có cái kết quả của những người triệu phú đó, của những người tỷ phú đó, thì chúng ta cần có cái gì? Đó là chúng ta phải có tư duy của những người triệu phú, chúng ta phải có suy nghĩ, và mình phải biết rằng họ có cái niềm tin gì, họ có cái tư duy gì, và cái cách nhìn nhận vấn đề của họ như thế nào để chúng ta có được cái kết quả như họ các anh chị ha. Và cái cách mà cái cách nghĩ của người giàu, cái cách tư duy của người giàu, và cái góc nhìn của người giàu, thì từ những cái điều đó thì chúng ta mới đưa ra những cái lựa chọn, những cái quyết định, những cái thói quen và những cái hành động để tạo ra kết quả các anh chị ha. Và đó là một trong những cái bí mật mà người thầy của Phúc đã tìm kiếm trong vòng 2 đến 3 năm, đã học rất là nhiều, đã tìm kiếm, đã mày mò để mới có thể là đón nhận được cái điều này. Và có những cái người cũng chúng ta ngày hôm nay thì mình rất là may mắn, mình chỉ biết được cái điều này qua một cái livestream, qua một cái video thôi, nhưng người thầy Phúc cũng đã lặn lội 2-3 năm, và trong thời gian đó thì nó cũng chưa có dễ dàng để mà biết được những cái tư duy này, những cái kiến thức này đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta rất là cảm thấy mình rất là may mắn, rất là dễ dàng để có thể biết những cái điều tuyệt vời này. Nên các anh chị hãy đón nhận nó các anh chị nha, hãy đón nhận nó. Và muốn trở thành người giàu thì bạn phải biết người giàu họ có suy nghĩ gì. Quay trở lại cái công thức ngày hôm qua Phúc chia sẻ với cả nhà của mình, đó là suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động, và hành động dẫn đến cái kết quả. Và
khi mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta có tư duy, chúng ta có cái niềm tin, chúng ta có cái suy nghĩ của người giàu, thì chúng ta sẽ biết được cái cách để họ hành động như thế nào và họ mới đạt được những cái kết quả giàu có đó. Ví dụ như là cái lúc mà chúng ta đi học, sẽ có những cái bạn rất là giỏi, rất là xuất sắc, đạt những cái điểm 10 cộng. Vậy thì chúng ta đặt câu hỏi ra là rằng là làm như thế nào để mà chúng ta cũng có được những cái kết quả như vậy. Và mình thường đặt ra câu hỏi, mình đặt ra rằng là giá như mình cũng có cái suy nghĩ giống họ, giống những người bạn đó, mình cũng có cái trí tuệ giống như bạn đó, mình cũng có cái bộ não giống như bạn đó, giống như người thầy đó, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có cái kết quả thành công, chúng ta sẽ đạt được 10 điểm. Và cái việc mà học thì nó cũng giống như cái hành trình mà chúng ta làm giàu cũng vậy này các anh chị ha. Và đó là một trong những cái bí mật của người giàu. Mọi thứ nó đến từ cái tư duy, cái suy nghĩ và cái niềm tin của chúng ta các anh chị ha. Trong một cái lớp học á, thì cái điều gì nó tạo nên cái sự khác nhau, cái kết quả nó khác nhau. Ví dụ như trong một lớp học có 30 người đi, chứ cùng một người thầy, cùng một chương trình học tập, cùng một cách chia sẻ như vậy, nhưng đối với một số bạn họ lại có cái kết quả rất là vượt bậc, nhưng một số bạn thì sao ạ? Vẫn như vậy các anh chị, vẫn như vậy, vẫn không biết gì, vẫn là những cái con số điểm rất là thấp. Và cái sự khác nhau đó nó cũng đến từ cái tư duy, nó đến từ cái niềm tin, nó đến từ cái tư duy. Và cái đầu tiên mà để tạo ra cái kết quả là cái tư duy, sau đó thì nó mới đến cái cảm xúc của chúng ta các anh chị ha. Tư duy là cái đầu tiên. Và cái sự khác nhau giữa những người giàu và những cái người chưa giàu ở đây không phải rằng là cái vẻ bên ngoài các anh chị ha. Cái không phải là cái vẻ bên ngoài là chúng ta khác nhau mà chúng ta tạo ra cái kết quả khác nhau, nhưng mà cái đầu tiên thì nó vẫn đến từ cái tư duy của mình, cái suy nghĩ và cái niềm tin của mình các anh chị ha. Nên là muốn thành công, muốn giàu có thì chúng ta phải đi từ cái gốc rễ, và cái gốc rễ ở đây đó chính là cái suy nghĩ, cái tư duy và cái niềm tin. Và muốn có những cái kết quả của người thành công và giàu có thì chúng ta phải biến cái suy nghĩ, cái tư duy, cái niềm tin của người giàu trở thành cái niềm tin của chúng ta các anh chị ha. Và chúng ta đang sống ở một cái thế kỷ rất là hiện đại, thế kỷ 21, thời đại 4.0, thì chúng ta đang rất là may mắn so với cái thời đại ông cha ta. Thì để muốn biết một cái điều gì đó, muốn thành công trong một cái việc gì đó, muốn đạt được một cái kết quả tốt trong một việc gì đó, thì chúng ta phải chạy đi kiếm đúng cái người họ đã đạt được kết quả đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì sao? Chúng ta đã rất là hiện đại. Chúng ta có Internet, chúng ta có tất cả những cái kênh để chúng ta kết nối. Chỉ cần là mình lên YouTube, mình lên TikTok, hoặc mình lên Facebook, mình lên Google, mình lên tất cả những cái trang mạng xã hội đó, và chúng ta chỉ cần mình gõ ra là mình sẽ tìm được cái kết quả, những cái công thức để giúp cho mình có cái kết quả đó. Và có những thứ mà người khác họ đã đi trước rồi, họ đã có được cái kết quả trên cái hành trình đó rồi, và họ bước ra khỏi cái mê cung đó rồi, thì họ một điều tuyệt vời đó là họ đã để lại cái công thức, họ để lại cái dấu vết để họ chia sẻ cho chúng ta. Và có một cái quyển sách chứa đựng tất cả những cái niềm tin, những cái tư duy của người giàu, và đó là cái quyển sách Bí Mật Tư Duy Triệu Phú. Và người thầy Phúc đã phát hiện ra điều này và đã đọc cái quyển sách này rất là nhiều lần. Và anh chị nào mình ở đây mình chưa đọc thì hãy tìm mua và đọc cái quyển sách này ngay lập tức các anh chị ha. Và đây trong này là toàn bộ những cái hệ thống niềm tin của tác giả Thái Hải Cơ. Khi mà các anh chị lựa chọn sách cho mình thì trong nhà sách nó có rất là nhiều cái quyển sách, nó rất là hay, nó rất là tích cực, nó có thể nó rất là đẹp, nhưng mà cái kết quả ở đây là chúng ta tập trung vào cái kết quả về tài chính, chúng ta tập trung vào sự thành công, sự giàu có. Thì các anh chị phải chọn cho mình những cái quyển sách tác giả đó, lựa chọn và chúng ta tìm hiểu, chúng ta nghiên cứu rằng tác giả đó họ đã có được những cái kết quả giàu có hay chưa. Và cái quyển sách Bí Mật Tư Duy
triệu phú thì của tác giả Thái Cái Cơ hả, thì ông đã có cái khối tài sản là trên 500 triệu đô la quý chị ha. Cho nên rằng là đọc sách của người giàu viết thì chúng ta sẽ khỏi phải mất cái thời gian chọn lọc và mất cái thời gian để mà mình trải nghiệm nữa các chị ha. Và Phúc cũng chia sẻ với các anh chị rằng là có rất là nhiều cái sách nhưng mà nó rất là tuyệt vời nhưng lại không hỗ trợ cho cái kết quả thành công về tài chính của mình. Và đôi khi có những cái quyển sách như là ngày xưa có cái quyển sách như là tiểu thuyết, rồi những cái quyển sách là nó chứa đựng những cái niềm tin không tích cực về người giàu, và vô tình là chúng ta bị cài đặt những cái niềm tin đó, và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái niềm tin mà khi chúng ta lớn lên các anh chị ha. Nó cực kỳ rất là quan trọng luôn, nên chúng ta cần có một cái sự lựa chọn đọc sách của người giàu, của những cái người họ đó có cái kết quả rồi các anh chị ha. Và ông Bill Gates thì ông ấy cũng có chia sẻ là gì ạ, ngay cả những cái kiến thức trong trường đại học Harvard thì nó cũng đã lỗi thời so với hiện tại. Chúng ta cũng học những cái kiến thức trên ghế nhà trường, mình học rất là nhiều, rất là hay, rất là tuyệt vời, nhưng mà những cái kiến thức đó nó không hoàn toàn để hỗ trợ cho cái sự thành công và giàu có của mình. Và chính cái ông Bill Gates ổng cũng đưa ra một cái câu khẳng định rằng là ngay cả những cái kiến thức trong trường đại học Harvard cũng lỗi thời so với hiện tại rồi. Nên chúng ta cần có một cái sự đón nhận, chúng ta học cái gì mới, học những cái điều gì, cái tư duy gì, cái niềm tin gì để hỗ trợ cho cái sự thành công của chúng ta các anh chị nha. Và mục tiêu cuối cùng của chúng ta cũng chỉ là tạo ra cái kết quả. Và ở đây thì chúng ta không có chơi cái trò chơi tâm, không có chơi cái trò chơi tri thức, cũng không có chơi cái trò chơi về trí tuệ. Chúng ta không có thể hiện rằng mình là một con người trí tuệ, mình cũng không thể hiện rằng mình là một cái người rất là tri thức. Nhưng cái điều mà chúng ta cần ở đây là tiền. Điều mà chúng ta cần ở đây đó là sự giàu có, sự đủ đầy, sự hạnh phúc, sự thành công về tài chính. Cho nên là các anh chị cần đưa ra một cái sự lựa chọn đúng đắn cho mình, đỡ thì phải đỡ phải mất cái thời gian các anh chị ha. Và cái nào nó có kết quả thì chúng ta học. Và bởi vì sao? Họ đã đi trên cái hành trình đó rồi, họ đã bước ra khỏi cái mê cung đó rồi, và chúng ta không cần phải là lặn lội trên cái hành trình của mình để chúng ta cũng ở trong cái vòng xoáy của cái cuộc đời. Chúng ta không cần phải lặn lội ở trong cái mê cung đó để chúng ta tìm ra cái lối thoát. Và mình đã là cái người được thừa hưởng tất cả những cái điều tuyệt vời đó, những cái tinh hoa, những cái dấu vết của người thành công, thì chúng ta hãy biết ơn và chúng ta học theo họ thôi chị anh chị ha. Rồi, vậy thì sau khi mà chúng ta đọc cái quyển sách Bí mật tư duy triệu phú đó, thì các anh chị hãy đọc tiếp tục phát triển cái niềm tin của mình, cái tư duy của mình. Và cái tư duy ở đây đó là khi mà tư duy tăng lên thì tiền sẽ tăng lên. Và cái thói quen của người giàu có sẽ tạo ra cái kết quả của người giàu có. Và rất là tuyệt vời. Và khi mà người thầy của Phúc đã ứng dụng những kiến thức về luật hấp dẫn và cùng với cái việc mà nâng cao tư duy lên, thì người thầy của Phúc đã đón nhận được những cái cơ hội mới, những con người mới, những cái nguồn lực mới, thậm chí là cái công việc mới, và đã đến rất là nhanh luôn. Và cái công cụ kiếm tiền tuyệt vời nhất đó chính là sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn anh chị ha. Và nếu các anh chị sử dụng được luật hấp dẫn thì các anh chị sẽ thu hút được rất là nhiều. Nếu như mình sử dụng đúng cái công thức các anh chị ha, đúng cái công thức thì thành công sẽ đến rất là nhanh luôn. Và sau khi mà đã thấu hiểu được bản chất của luật hấp dẫn, thấu hiểu những cái tư duy, thì các anh chị sẽ đọc thêm đọc tiếp theo là cái cuốn sách Sức mạnh tiềm thức ha. Và người thầy của Phúc cũng đã bỏ ra rất là nhiều tiền, 200 triệu chỉ có học trong vòng 4 ngày thôi, 4 buổi thôi, học những cái kiến thức của tỷ phú Tony Robbins các anh chị. Và chia sẻ lại cho chúng ta thì cũng là một cái may mắn của mình. May mắn của Phúc cũng là một cái may mắn của tất cả các anh chị em ở đây. Mình đã có cái sự may mắn thay vì chúng ta phải bỏ ra rất là nhiều tiền và mình không biết phải học nó ở đâu, học nó như thế nào, thì chúng ta được chia sẻ trực tiếp luôn từ những cái
kiến thức, những cái kinh nghiệm, những cái bí kíp rất là đỉnh cao của tỷ phú các anh chị ha. Và quay trở lại cái câu chuyện mà khi mà ứng dụng thì người thầy Phúc đã nắm bắt đúng cái xu thế cái thời điểm năm 2017, và người thầy Phúc đã trở thành triệu phú các anh chị, trở thành triệu phú vào cái tháng 12 năm 2017. Và lúc này đây thì anh mới nhớ lại một cái điều là mình đã từng ra quyết định, đó là mình sẽ thành công, mình sẽ trở thành triệu phú trước 25 tuổi. Và cái kết quả đạt được đó là người thầy Phúc đã đạt được cái kết quả đó là trong cái lúc 24 tuổi là đã đạt được cái kết quả thành triệu phú. Quay trở lại cái việc mà Phúc chia sẻ với các anh chị, mình ra quyết định trong một ngày hay là mình ngồi xuống mình ra quyết định lại cho cái cuộc đời của mình. Nếu như mình thấy không hài lòng về tài chính, về mối quan hệ, về sức khỏe hay về bất cứ một cái điều gì đó mà các anh chị mong muốn, thì cũng lại mình ngồi xuống mình ra quyết định lại cái cuộc đời của mình, trong cái cuốn vở của mình, trong cái cuốn tập của mình. Hãy viết ra và đừng để trong cái suy nghĩ của mình các anh chị nha. Cái thời điểm mà tháng 2 năm 2018 thì người thầy Phúc đã bắt đầu cái chuỗi livestream đầu tiên, chia sẻ về những cái kiến thức cũng như là cái hành trình, cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm mà người thầy Phúc đã biết, và cũng như là những cái bí mật trong kinh doanh, trong cuộc sống, trong những giới của người giàu, tại sao họ lại thành công như vậy. Và chính thầy của Phúc đã đạt được những cái kết quả tuyệt vời đó sau một cái thời gian ngắn, trở thành triệu phú. Và người thầy Phúc tự đặt câu hỏi rằng là tại sao mình lại là cái người rất là may mắn như vậy, tại sao người thầy của Phúc lại đạt được những cái kết quả rất là tuyệt vời như vậy. Và người thầy nhận ra rằng là anh ấy đã nhận ra một cái điều, đó là bản thân mang một cái sứ mệnh, đó là mình có được những cái kết quả như vậy thì mình sẽ chia sẻ lại cho rất là nhiều anh chị em, cho cộng đồng, họ có thể ứng dụng những kiến thức này vào trong cuộc sống, trong kinh doanh. Đôi khi là họ sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn, đôi khi họ cũng có cái xuất phát điểm, họ đang đứng ở cái thời điểm mà giống như người thầy của Phúc đã từng khó khăn như vậy. Và Phúc cũng đã học được kiến thức của người thầy chia sẻ, Phúc cũng đón nhận được những cái kiến thức này và giúp cho bản thân của mình thay đổi. Không chỉ là bản thân của mình thay đổi mà Phúc cũng giúp được cho rất là nhiều anh chị em có cái kết quả. Và bản thân của mình cũng từ một cái người có thu nhập 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu mỗi tháng thôi, nhưng mà ngày hôm nay cũng đã đạt đến cái con số là 9 cái con số trên mỗi tháng. Thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và Phúc cũng có một cái cuộc sống là khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, kết nối được những cái mối quan hệ của mình với chính mình, với người thân của mình, với con của mình. Và Phúc có một cái điều là mình cảm thấy mình rất là biết ơn câu lạc bộ, biết ơn những người thầy của Phúc, đó là mình cần mang những cái kiến thức gì đến cho con của mình, sau này mình sẽ có một cái sự định hướng cho con của mình trên cái hành trình của nó. Nói chung là Phúc đã cảm thấy rất là tuyệt vời và rất là biết ơn, và mình cảm thấy mình đang có một cái sự trọn vẹn về tất cả mọi thứ, và mỗi một ngày mình đang nâng cao nó lên, phát triển nó lên mỗi ngày mà thôi. Và khi mà thầy của Phúc hoặc là bản thân của Phúc mình ra quyết định, mình cũng chia sẻ lại những kiến thức người thầy của Phúc đã chia sẻ, như cái thời điểm mà người thầy của Phúc đã đón nhận vậy. Thì cũng có những cái người, các anh chị cũng sẽ có những người tích cực, những cái người họ không tích cực, họ cũng sẽ nói cái này, họ cũng sẽ nói cái kia, họ cũng sẽ phán xét cái này cái kia. Nhưng mà chúng ta ở đây mình không cần phải phụ thuộc vào lời nói, suy nghĩ hay là phán xét của người khác, miễn sao chúng ta có cái tâm của mình, đó là mình mang điều này đến để giúp cho có thể ở đây các anh chị là chủ doanh nghiệp, các anh chị đang kinh doanh không thành công, các anh chị là mẹ bỉm sữa đang tìm kiếm một cái con đường, tìm kiếm một cái kiến thức nào đó để vượt qua cái cuộc sống hiện tại và tiến đến cái hành trình xa hơn, tiến đến những cái ước mơ của mình trong tương lai, thì mình bất chấp tất cả mọi thứ các chị, bất chấp cái nỗi sợ hãi hoặc là cái sự không thoải mái, để mà mang đến cho tất cả mọi người những cái kiến thức này. Đó là một cái điều tuyệt vời của người thầy của Phúc chia sẻ, và bản thân của mình cũng như thế. Cho nên là các anh chị ở đây sẽ có những các anh chị mình cũng đón nhận rất là tuyệt vời,
nhưng cũng sẽ có những các anh chị không sẵn sàng đón nhận những điều này. Nhưng mà chúng ta đang ở một cái năm, trong một cái thời điểm năm 2023, cũng như là cái dự báo của cái người giàu nhất hành tinh, ông ấy cũng chia sẻ rằng là trong năm 2023 này, nền kinh tế sẽ có cái cuộc khủng hoảng nhẹ. Tất nhiên là nó nhẹ, nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến từng cái cá nhân, từng cái con người, chứ không phải rằng là mình sẽ dễ dàng đâu các anh chị ha. Bình thường chúng ta đã không có cái sự dễ dàng rồi, chứ đừng nói đến là cái sự biến động, cái sự khủng hoảng nữa, thì chúng ta sẽ không biết rằng là mình sẽ như thế nào. Vậy thì cái xu thế trong năm 2023 này là cái gì? Và cái đầu tiên mà Phúc muốn mọi người hướng đến, đó là mặc dù là xu thế hay là chúng ta đang ở một cái ngành nghề rất là tốt, đúng với xu hướng, đúng với xu thế của thị trường, nhưng là mình thiếu đi cái tư duy, mình thiếu đi cái kiến thức, mình thiếu đi cái trí tuệ, thì dù có đúng xu thế đi chăng nữa thì cũng không thể tạo ra cái kết quả được, cũng không thể thành công được, cũng không thể là chúng ta có nhiều tiền được, chúng ta không thể thành công về tài chính được. Cho nên là cái đầu tiên vẫn là cái tư duy, đó chính là cái gốc rễ để tạo nên cái kết quả của chúng ta các anh chị nha. Và thì tương lai của chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cơ hội, và cái việc cần làm trong cái thời điểm biến động này, đó là mỗi chúng ta ở đây hãy có một cái sự chuẩn bị cho mình, chuẩn bị để mà giúp cho chúng ta thay vì những cái ngành nghề đầu tư hiện tại nó đang bị đứng chừng, ví dụ như bất động sản hay là vàng hay là chứng khoán hay là tiền hay là cái tiền điện tử, thì không tạo ra lợi nhuận như vậy. Thay vì chúng ta trông chờ vào cái điều đó, thì mỗi bản thân của chúng ta ở đây, mỗi anh chị em cô chú ở đây, hãy chuẩn bị cho mình những cái tư duy, những kiến thức, những kỹ năng để giúp cho mình gia tăng cái thu nhập lên, được không ạ? Và đó là một cái sự chuẩn bị và cũng là một cái chiến lược trong năm 2023 này của Phúc, của những anh chị em cùng học tập và của người thầy của Phúc. Mỗi ngày, mặc dù anh ấy cũng rất là giàu, nhưng mỗi ngày vẫn nâng cao cái kiến thức của mình, nâng cái tư duy của mình lên, luôn phát triển bản thân của mình, chứ không phải là thầy của Phúc giàu rồi, giỏi rồi là không học nữa, không phát triển nữa. Thì đó là cái điều mà ngày hôm nay Phúc cũng chia sẻ với các anh chị ở đây. Phúc cũng xin hẹn cả nhà của mình trong một cái buổi livestream tiếp theo, trong buổi ngày mai ha. Thì Phúc sẽ tiếp tục cùng đồng hành, cùng chia sẻ với cả nhà của mình trong xuyên suốt cái chuỗi livestream này, để cho các anh chị hoặc là và bản thân của Phúc cũng rèn luyện cho mình một cái sức mạnh tính cách, cũng rèn luyện cho mình phát triển liên tục những cái tư duy, những cái kiến thức này. Và các anh chị cũng như vậy, các anh chị ha. Nếu như mình thấy cái cuộc sống hiện tại của mình nó chưa ok, nó chưa có cái kết quả về sự thành công, về tài chính, về mối quan hệ, về sức khỏe, hay là bất kỳ một cái điều gì đó mà các anh chị mong muốn trong cuộc sống này, thì nó cũng đều đến từ cái tư duy, đến từ cái tư duy, cái suy nghĩ và cái niềm tin của chúng ta. Vậy thì muốn có kết quả của những người thành công thì chúng ta phải học. Muốn có kết quả của những người giàu có thì chúng ta phải học cái tư duy của họ. Chúng ta phải biết họ suy nghĩ gì, họ có niềm tin gì và họ có hành động gì. Muốn có cái cuộc sống hạnh phúc thì chúng ta xem cái gia đình của cái người đó, của cái người chia sẻ đó, họ có hạnh phúc hay không thì chúng ta học. Muốn có kết quả của một người khỏe mạnh thì bản thân của chúng ta cũng xem cái người đó họ có khỏe mạnh hay không, thì chúng ta tìm đúng cái người đó và chúng ta học các anh chị nhé. Rồi ngày hôm nay thì Phúc cũng biết ơn cả nhà của mình rất là nhiều đã đồng hành, lắng nghe cũng như là tương tác trong cái quá trình Phúc chia sẻ cái kiến thức này. Và hy vọng rằng là sau mỗi ngày chúng ta sẽ học được những cái bài học, những cái công thức để hỗ trợ cho cái hành trình thành công của mình các anh chị nhé. Xin cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều và hẹn cả nhà của mình trong cái buổi chia sẻ tiếp theo nha.